Nhiều công nhân khốn khổ vì vừa bị mất việc, vừa bị nợ lương. Thưa quý vị, báo tuổi trẻ ngày 6 tháng 8 loan tin nhiều công nhân làm việc tại Sài Gòn sau khi bị thất nghiệp vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã may mắn tìm được việc làm mới, nhưng sau đó lại bị công ty nợ lương. Nam công nhân tên là Dương Quê ở Tiền Giang cho biết là cách đây 3 tháng vợ chồng anh bị mất việc phải về quê sống. Khoảng một tháng sau, thì vợ chồng anh Dương được bạn thông báo công ty Aru ở Sài Gòn đang tuyển công nhân làm hàng khẩu trang, đồ bảo hộ y tế. Cho nên vợ chồng anh Dương đã vội lấy xe lên Sài Gòn để mà nộp hồ sơ. Khi được nhận vào làm, thì vợ chồng anh đã được phía công ty hứa trả mức lương là 8 triệu đồng cho một người trong một tháng. Tại công ty mới này thì công việc nhiều nên có ngày anh Dương phải làm đến 12 tiếng. Thế nhưng, đã hai tháng qua, vợ chồng anh chưa nhận được một đồng lương nào. Tương tự như là hoàn cảnh của vợ chồng anh Dương là chị Nguyễn Thị Lít quê ở Cà Mau. Sau khi xin được việc làm mới tại công ty xuất khẳng khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, thì chị Liêu và những người công nhân khác vui mừng vì công việc nhiều phải tăng ca làm ngày làm đêm. Tuy nhiên, cho đến tháng nhận lương thì chị Liêu và các đồng nghiệp đã sững sờ vì phía công ty liên tục khất nợ. Dù bị nợ lương 2 tháng nay, phải sống trong cảnh ăn uống già sản để sống qua ngày, nhưng những người như chị vẫn cố bám trụ cầu vào công việc mới, với hy vọng sẽ được trả lương vì thị trường khẩu trang y tế hiện đang rất cần. Các công nhân cho biết cách hành xử của những công ty này khiến cho họ không biết phải xoay sở cuộc sống ra sao.